Trần Thị mở mang Nam Hải, Đức Đệ Tam dòng dõi Kim Chi đã bao phen giáp mã phất trùy, đã bình phạm đáng lại đi phạt xâm. Đại vương an tâm thần chức, lại đem câu yến dực xa bàn, nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn, nào ngờ phải bước tiếng oan ở đời. Quân kéo đi ơi đường đường chính chính cơ độ nào, nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau, quay lưng lở núi lắc đầu, lắc đầu sang ông ngự đèn cửa suốt khách thập phương thường mộ cung dân, công người vang vọng núi sông, ông đức tiếng đại vương Trần Triều. Ngày khánh lễ chén quỳnh dâng tiên xin quỳ tâu, chuốc chén nam phong chữ đề chạc chạc quyết giáng phúc muôn dân đều
các khánh. Trần chiều để